Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua chúng tôi nhận được rất nhiều ý kiến của khán giả đã hỏi về lịch phát sóng mới của chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần trong năm 2006. Chúng tôi xin được thông báo, trong năm 2006, chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần được phát sóng vào 9:30 sáng thứ Bảy hàng tuần và được phát lại vào 10:00 sáng thứ Năm của tuần tiếp theo đó. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa tạm biệt một năm Ất Dậu với biết bao nhiêu sự kiện, có những chuyện vui và cũng có những chuyện không vui. Một trong những chuyện không vui đó chính là đại dịch cúm gia cầm mà cho đến tận bây giờ cả thế giới vẫn đang phải đương đầu. Trong đại dịch cúm gia cầm này, ở nước ta, rất nhiều bà con chăn nuôi gia cầm đã phải chịu rất nhiều những thiệt hại về công sức và tiền của. Mặc dù nhà nước đã hỗ trợ phần nào kinh phí cho họ, nhưng cũng chỉ bù đắp được một phần những thiệt hại mà họ phải gánh chịu. Và đáng tiếc rằng, trong cái hoàn cảnh khó khăn như vậy, đã có một số kẻ xấu lợi dụng cơ hội này để trục lợi cá nhân, bòn rút tiền của nhà nước. Mời quý vị và các bạn hãy theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Chú ơi, sếp chú ơi, cái gì? Đợi cháu phải đi gì nhanh chứ? Thế bây giờ tình hình thế nào? Bây giờ phải khẩn trương xem nhà nào còn gia cầm bắt nó hủy sạch đi, không nó biết là được đền bù nó giữ lại hết. Sếp chú ơi, cái gì? Cháu bảo bây giờ nhá, mình vào nhà lão Dục. Nghe nói nhà lão ấy nuôi nhiều lắm, bắt đào hố chôn bằng hết thì thôi. Vào. Vào luôn. Trời ơi, đi tầm này. Nhà Dục này nó dám răng bẫy cả chủ tịch xã nhá. Ông vào ông bắt sạch không để lại một con nào. Đi. Nhưng mà đi tao à? Không đi được rồi. Mày phải cõng tao thôi. Ui giời, sếp chú nặng thế này cháu cõng sao được? Kìa, cõng là việc của mày, còn nặng là việc của tao chứ. Đi. Thôi, cháu cõng sếp chú giải quyết cho họ nhà cháu thêm 100 gà nữa nhé. Mày chỉ giỏi vòi vĩnh thôi. Dạ. Để vào giải quyết nhà Dục này xong rồi tính. Khéo, đau. Thế cứ mình cứ thống nhất là họ nhà cháu thêm 100 gà rồi, nữa nhé. Rồi, vỡ bố ông đồng rồi đây này. Dục ơi. Dục ơi. Ôi, chết rồi. Ông ơi, à? Ông chủ tịch xã đi kiểm tra gà cũ. Ôi trời, thế à? Thằng Tèo đâu? Sơ tán hỏa tốc. Ôi Tèo đâu? Mang cái bu và gà này ra đống rơm cho mẹ mong. Nhưng mà ơi, rơm nhiều lắm rồi. Mang vào chuồng lợn. Bu con bảo này. Cái gì? Tôi không bảo chứ. Mang nhưng mà con bảo cái này là... Không bảo cái gì cả, mau lên. Ôi giời. Cứng rồi. Làm sao mà nhét được vào đấy không? Ông lên giường ngay. Lên làm cái gì? Lên giường. Ôi giời. Thôi. Viêm ban gảy ban mặt mệt lắm. Tôi bảo ông lên giường lên. Thôi tối. Lên đây, có lên không? Có làm chủ tịch có đến bây giờ thì giờ mặt rồi nha. Làm sao giờ? Ai làm gì mà giờ có lên không? Không lên. Này này vợ chồng nhà ông. Bà Dục làm gì lục cục buổi trưa mà mãi không mở cửa thế hả? Không, mời chủ tịch ngồi xây nước ạ. À. Các làm sao mà phải cõng nhau thế này hả? Ủa quá, đang đi ở đường thì va phải cái cục. Cục gì? Mà cục thì liên quan gì đến nhà bà? Chủ tịch uống chén nước này. Này, tôi đến đây không phải là để uống nước. Nếu không có nước nhà bà thì chắc là tôi chết khát này. Chú uống đi. Này, thế nhà bà còn bao nhiêu con gia cầm nữa chưa tiêu hủy? Không. Nhà em tẩu tán hết, không, nhà em tiêu hủy hết rồi. Đừng có mà chối cãi nhá. Mấy cậu dân quân về báo là nhà bà còn mấy đàn gia cầm chưa đốt, chưa hủy đấy. Ôi giời ơi, cậu dân quân nào mà độc mồm, độc miệng thế. Em nói thật bác nhá, em thề đấy, nhà em mà còn con gà này em cho bác luôn. Này, bà định đổ bệnh, đổ tật cho chúng tôi đấy à? Gà mắc dịch chúng tôi lấy làm cái gì? Hả? Chủ tịch ơi, uống chén nước đi, chủ tịch ơi. Sếp chú ơi. Cái gì đấy? Có cái tiếng gì lục cục như không thế? Phải đâu, không phải đâu, không phải đâu, chủ tịch ơi, tiếng em là tặc lưỡi à? Nó ăn miếng cá, miếng xương nó mắc ở trong này mãi không chưa lấy được ra à? Xương gì mà xương, tôi nghe tiếng lục cục loanh quanh đâu đấy. Lục cục. Bà đóng alo lại. Ai vào đâu?
có cái gì lục cục ở dưới gầm giường đấy kìa. Cái gì? Không phải đâu, em nuôi cóc ở đấy. Nuôi cóc ở đây. Này này, sao lại nuôi cóc? Từ ngày có dịch H5N1, em phải nuôi cóc, nuôi cho nó bắt mũi là một này, sau đó nó béo em bán ở nhà hàng khách sạn luôn. Úi giời ơi, vợ chồng nhà Dục mới tẩm nhỉ? Tẩm. Thế chú ơi, cái gì? Cái gì nó cứ lùng bùng ở trên giường thế kia? Nhà em ốm mấy ngày hôm nay rồi. Ô, ông ấy bị làm sao? Úi giời ơi, hình như là ông ấy bị cảm cúm. Cúm à? Tôi chết rồi sếp chú ơi. Lão Dục lão bị cảm cúm cái này thì lây chết. Về thôi. Này nhá bà kia nhá, chúng tôi sẽ bắt phạt bà về tội là cúm mà không báo với xã, để còn ngăn phòng bà chết với tôi đấy. Không 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 có việc gì phải ngăn phòng, có lây lan gì đâu, cảm cúm bình thường đấy chứ lây lan gì đâu mà phải ngăn phòng. Không 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 không. Biết chủ tịch rồi, nhưng mà hôi không chịu được. Lộ rồi nhá. Úi giời ơi. Mắc dịch này. Tao đã bảo với mày là canh vườn, không được để cho gà hàng xóm nó sổng sang. Có mỗi cái việc cũng làm được. Gà hàng xóm, gà nhà mình. Chị bộ. Sợ ai đẻ ra mày xong ngu thế hả? Mẹ đẻ ra con như này. Láo. Sao mẹ buồn cười nhỉ? Sáng TV người ta thông báo là gà tiêu hủy này, người ta đền bù đấy. Thật không? Thật. Sao mày không bảo mẹ? Lúc đấy tôi nói mày không nghe đâu. Chủ tịch ơi, được đền bù à? Bù thì bù mà đền thì đền, chứ làm gì mà bà cứ phải nhặng lên thế. Trước hết là ông bà phải khai báo xem tổng cộng nhà ông bà có bao nhiêu con gia cầm thì mới được đền bù. Mà phải xếp lịch đấy nhá. Ừ. Mày có khổ dần tôi không cơ chứ gì? Ai biết đâu được đền bù. Có trăm con gà vội vội vàng vàng mang đi gửi. Thằng Tèo, mày sang nhà cô Đào bên xóm Đông nhá. Mày lấy 300 con gà hôm nọ mẹ gửi về đây cho mẹ. Này này, mày nhớ hỏi cô xem có bao nhiêu con gà mắc dịch, lấy tất cả về đây để mẹ tiêu hủy luôn. Ông bà Dục nhá, chuyện đền bù là chuyện của nhà nước, không phải vớ vớ vẩn vẩn được đâu nhá. Trước hết là ông bà phải kiểm tra xem có bao nhiêu con, rồi xếp lịch đăng ký đàng hoàng thì mới đền bù, chứ không phải bạ đâu là đền đấy, bạ đâu là bù đấy đâu nhá. Thằng này, dạ. Đi về. À về, vâng. Trời ơi. Úi dồi, ê cái kéo, chân đau. Này. Dạ. Thế cái danh sách gia cầm thiêu hủy mày đã lập trong chưa? Báo cáo sếp chú là sếp chú giao việc cho nó hoàn tất hết rồi. Thức trắng mấy đêm, đâu vào đấy rồi. Tốt. Thế mày định báo cáo lên huyện này hủy bao nhiêu con? Cháu báo cáo một con số hết sức là cụ thể. Mình tiêu hủy tất cả là 1.650.000 con. 1.650.000. Mày có bị làm sao đấy? Dạ không ạ. Hả? Xã mình tổng cộng có mười mấy hộ nuôi gia cầm. Mày đào đâu ra mà nắm và gà nắm vịt thế hả? Khổ quá, sếp chú buồn cười thật. Cháu làm việc có sổ sách giấy tờ đàng hoàng, nói có sách mới có chứng, chứ có phải là làm láo báo có hay đâu mà. Thế nhưng mà sao lại nhiều... Cháu nói cho sếp chú nhá. Riêng họ nhà sếp chú, cháu tổng cộng là 500.000 con. Chưa kể sếp chú bảo là cho ông thông gia nhà tao 100.000 con. Đây, cháu làm việc này là cho sếp chú, mà sếp chú chưa gì. Chú cho nói cho mày nghe, mày mà không nhét trên dưới 200.000 con vào cho họ hàng hang hốc nhà mày, tao cứ đi đầu bằng đất. Danh sách nhà cháu nó có bé tí thế này này. Danh sách nhà sếp chú nó hoành tráng thế này cơ mà. Mà những hai tờ nhá. Này, hai tờ đàng hoàng. Sếp chú ơi, quá. Sếp chú bây giờ có miếng nạc thì còn thừa tí gân phải cho thằng cháu gặm với cho nó vui mồm. Với cả chú có khập được thì thằng cháu mới có miếng mà nhất là một. Mày làm thế huyện nó phát hiện ra thì sao? Phát là phát thế nào, để huyện phát thì cũng mà chết rồi. Này, xã bên nhá, nó có mấy hộ nuôi thôi mà nó khai những 2 triệu con. 2 triệu? Vâng. Nó làm chẵn mà mình làm hơi lẻ nhỉ? Mình làm có 1.650.000 là còn ít đấy chứ. Với cả sếp chú lạc hậu lắm. Cán bộ xã bên nhá, lên huyện họp và đi xe 4 bánh tất. Chú cháu mình cứ lẹt đẹt cái 3 vét nhè, lúc ra đường ngượng, không thể chịu được. Khổ, tức là tao chưa có bằng. Chứ tao đặt được con la đà lâu rồi mà chưa mua. Tóm lại sau cái vụ này nhá, chú cháu mình là phải sắm con 4 bánh. Bốn bánh?
sắm mặt ấy con nó quảng cáo trên tivi ấy. Con gì? Cái con Marula ấy. Ôi trời, hình tướng. Cái con đấy nó quảng cáo là con Ziviva. Ziviva được diễn là bốn bánh đi đúng không? Thế nhưng mà mày làm thế chú vẫn cứ thấy no no. Nó mà phát hiện này chết cả nút. Lo, việc gì phải lo. Tội vạ đâu chú chịu tất. Ai chịu? Chú chịu tất chứ còn gì ai nữa. Ai chịu? Ai chịu? À quên, thì tội vạ đâu chú cứ đổ hết đầu cháu thế là xong. Có gì bố đâu. Bố lao tuyết này. Nhưng mà làm thế tao không đành lòng. Ờ kìa, thiên hạ nó vẫn làm như thế thôi. Cuối cùng hòa cả làng, chả thằng nào chịu chết cả. Mày không phải lợi dụng, mày bảo ai là thằng ấy hả? À thì khổ quá, sếp chú thì cháu nói là thằng thiên hạ. Chứ ai nói thằng sếp, ai nói chú. Ông biết tôi xếp hàng từ bao giờ không? Từ tôm tẩm sáng từ lúc gà gáy đấy nhá. Đúng là thế bà biết tôi xếp hàng từ lúc nào không? Lúc nào? Từ cái lúc là cái gì? Là cái gì? Bà biết cái gì đây không? Lá thì cái gì? Tôi xếp hàng cái lá này từ lúc gà lên chuồng. Ai sớm hơn ai? Hả? Ai sớm hơn ai? Ông đừng có mà ấy nhá. Đi ra xếp hàng. Ai rồi? Tôi cần chôn ngay. Ai thật cần chôn ngay? Tôi cái đào hố mấy ngày hôm nay chỉ cần xác chứng nhận là tôi lấp đất liền. Ông tưởng tôi xếp hàng đấy thì không sướng lắm à? Mày trình bày cụ thể từng trường hợp tao kiểm tra xem. Dạ, báo cáo sếp chú cái trường hợp của ông Trần Văn Xoài, tức là bố vợ chú, rồi. Người đẻ ra thím ấy, mà cháu phải gọi ông ấy, rồi. Thì cháu giải quyết là 1.000 con gà trọi. Cái gì? 1.000 con gà trọi. Không được. Sao lại không được? Mày biết thím nhà mày là đẳng cấp ở cỡ là dạng vua sư tử. Thế mà ông ấy đẻ ra vua sư tử mà mày giải quyết thế thì sư tử nó xé tao ra làm trăm mảnh à? Thế thôi thì bây giờ ý kiến của sếp chú là thế nào để cháu bổ sung? Bổ sung. Bổ sung bao nhiêu cháu bổ sung 1.000 nhá. Gọi là 2.000 con gà trọi nhá. Thôi được rồi, thế nhưng mà mày phải bỏ cho tao cái chữ trọi đi. Người ta giải quyết là giải quyết cái trường hợp gà thường. Chỉ nói đến gà trọi cả xã biết ông ấy có mỗi một đôi. Ôi nhưng mà gà trọi nó quý hiếm. Cháu so 2 con gà trọi bằng 2.000 con gà thường là hoàn toàn hợp lý. Chú yên tâm. Mày làng nhàng lắm. Thôi được rồi, xong xanh cho nó hẳn 1.200. Cháu sẽ cái khoản chia chác cái cháu làm rất cụ thể. Hai văn bản, chú ký một cái, cháu ký một cái. Chứ không lúc tiền bạc nó không phân minh, chú cháu nhảy vào đánh nhau thì dân ấy và cán bộ xã mình không đoàn kết. Cái mồm. Dạ. Sao mày giận mãi rồi vẫn lúc nào cái mồm cũng ổng ấy, như là xe máy tàu thủng bô ấy. Thì còn số còn lại phải mang chia chác cho dân làng, cho người ta để kêu ca nhìn nhau, hiểu chưa? Dạ vâng, tất nhiên rồi. Thế cháu mà chú cứ thống nhất cái khoản chia chác là như thế nhá. Được rồi. Nhưng mà lại quả mồm. Đây rồi, tiến sư các anh. Cứ có việc gì cần đến các anh là cái chỗ chia chác cái gì. Này. Dạ. Mày chốt mấy chèn kiểu gì mà để bái chui vào đây thế này hả? Cháu chốt chặt lắm mà không hiểu bái luẩn kiểu gì vào. Ê thầy cú tốn. Thế hóa ra anh này ở đây, thế mà cô cứ đi tìm anh mãi thôi cái chứ. Khổ quá, bà trẻ hay bà trẻ bé bé cái mồm thôi. Không người ta kéo đầy đến đây bây giờ. Kệ người ta. Này. Cháu đề nghị cô giữ thái độ nghiêm túc nhé. Ở đây là chỗ làm việc chứ có phải ở nhà đâu mà cô cứ cu với tôi hoang hoang hoa cái mồm. Này thì tao hỏi mày nhá, thế không cu là cái gì? Quá, tao bảo là đây chỗ làm việc, không phải ở nhà. Cô cứ hoang hoa cái mồm ấy, cô giết cháu à? Này, cô đi, cô đến đây có việc gì? Chả là thế này, mấy năm trước là cô có nuôi 500-600 con gà. Ê thì nhưng mà có dịch mẹ nó cô bán tông với cháu luôn. Thì cô giỏi quá. Thế bây giờ thì nghe nói nó có cái đền bù những cái gà tiêu hủy đúng không? Yeah. Cô đến gặp con, chỗ cô cháu với nhau, cô muốn con à, cho cô một suất 1.000 con thôi. Không được đâu cô ơi. Cô làm như thế là cô giết chúng cháu còn gì nữa. Thôi được rồi. Bé mổng cứ mổng Cô nói bé. Này, thế nhưng mà cứ phải cho cô một suất 1.000 con nhá. Ê, không được đâu cô ơi. Số lượng gà nhà cô đáng là bao nhiêu mà cô làm thế thì cô giết cháu à.
Này, ai bảo là gài ra tôi đáng bao nhiêu hả? Ở trong chuồng nhà cô còn 20 con nữa đấy. Đấy, 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 đấy. Có 20 con gà mà bây giờ cô yêu cầu đền bù những 1.000 con thì có phải là cô giết chúng cháu rồi không? Này anh ơi, thôi anh đừng có trộ tôi. Này, quyền sinh quyền sát ở trong tay anh. Anh cho ai bao nhiêu, anh giải quyết bao nhiêu đó là quyền ở anh nhé. Thế mà chỗ cô cháu với nhau, ngày xưa anh bé mà cái kẹo mút dở, cô nuôi nấng này, cô chăm bẵm này, đến bây giờ anh to cao béo mượt như này. Tôi hỏi anh là 1.000 con gà thì đến 10.000 con gà cũng chả xứng được với anh như chủ tịch này đâu nhá. Thế mới này thế này nó đang một điều. Cháu cho cô 1.000 con thì cô cũng lại lại quả cho cháu có xứng đáng rồi. Này, đề nghị cô nghiêm túc nhá. Không có quả với nải gì ở đây nhá. Cứ theo chính sách mà làm, chết bao nhiêu thì đền bấy nhiêu mà. Có bao nhiêu thì đền bấy nhiêu nhá. Chứ cô tất nhiên là với người nhà thì cũng có khác. Ê, bà trẻ ơi. Ê. Bà trẻ ra đây. Bây giờ sếp chú đã có ý kiến như thế rồi thì bà trẻ cứ yên tâm nhá. Có đây. Điều là thế này, bà trẻ không được quên công của sếp chú. Quên thế nào được chúng mày. Vâng. Thôi cứ như thế nhá. Dạ vâng. Này, thế cô về nhá. Bà trẻ về nhá. Dạ, thôi, bà trẻ lướt đi. Thống nhất cứ thế mà chia chác. Bà trẻ về nhá. Bây giờ nhá, tôi nói gì các bà phải hô nhá. Đề nghị xã cho hủy ga, hủy ga, cho hủy ga, hủy ga, hủy ga, hủy ga, hủy ga, hủy ga, hủy ga. Này, trật tự. Công các bà định làm gì đấy? À, đây là ủy ban. Làm loạn à? Biểu tình làm loạn à? Giải quyết cho chúng tôi đi. Chờ từ sáng giờ rồi. Giải quyết đi. Chờ từ sáng giờ rồi. Bây giờ thế này. Gà nhà nào chết trước, chúng tôi giải quyết trước. Gà nhà nào chết sau, giải quyết sau. Con gà nhà nào mà chưa chết còn sống, mang về nhà làm mọi cách cho nó chết. Thậm chí đập chết để sang tuần nó có mùi thung thủm rồi mang đây chúng tôi giải quyết cho nó nhanh. Này, cậu xem sổ sách đã vào đủ họ hàng thân bằng cô Hiếu chưa? Để tôi còn ra giải quyết mấy cái nhóm ở ngoài kia. Dạ, báo cáo sếp chú, tình hình này mình phải bắt bà con mỗi hộ nộp thêm một ít tiền nữa thì mới đủ cái tiền đền bù gia cầm cho cả hai họ nhà chú cháu mình ạ. Trời ơi, tôi kệ cậu đấy, cậu phải giải quyết ổn thỏa. Không họ hàng, người ta chửi tôi là làm to mà anh em không có tí lộc là cậu chết với tôi đấy. Dạ, báo cáo sếp chú cái việc này khó quá. Chú giải quyết cho cháu xin phép về cháu về. Này, đứng lại. Ui. Anh có phải là cán bộ không? Dạ phải ạ. Anh phải giữ vững khí tiết của người cán bộ, lao đầu vào khó khăn chứ. Dạ. Nhưng mà việc này khó quá. Khó thì tôi có miếng, anh cũng có miếng cơ mà. Nhưng mà khổ quá, miếng của chú này to hơn miếng của cháu. Trời ơi, láo miếng nào mà chả là miếng. Việc tôi giao anh có làm được không? Dạ, đành. Nghiêm. Dạ, nghiêm thôi ạ. Trời ơi, tôi bảo anh nghiêm, sao anh lại nghiêm? Dạ, nghiêm ạ. Nhà cậu có mấy con vịt trời, nhưng nhà tôi đây này còn hổ báo động vật quý hiếm, tôi phải lo hết đi chứ cậu tưởng à. Ở đây giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, nghe chưa? Bây giờ tôi phải lên huyện họp đây. Ui, các bà làm cái gì đấy hả? Tôi đề nghị công các bà bình tĩnh, không được manh động. Ủy ban xã vừa họp và đi đến thống nhất hết sức là sáng suốt, sẽ giải quyết cho từng hộ. Gọi là hoa thơm mỗi hộ được ngửi một ít nhá. Nhưng mà chờ lâu quá rồi. Bây giờ thế này, trật tự. Bây giờ ai đến trước được vào trước. Còn ai đến sau tôi xin nói luôn là tự giác đi về nhà cơm nước đi, mai đến nhá, rồi tôi, đỡ mất thời gian. Tôi. Bà to mồm mình vào đây. Việc đền bù không phải nhà nào cũng được đền nhá. Nhưng riêng nhà bà chúng tôi gọi là ưu ái, đền bù nhiều hơn nhà người khác. Cảm ơn chú. Thế cho nên để tránh cái gì gọi là kiện tụng nhá, tị nạnh. Vâng. Thì bà cấm được bếp xếp. Vâng. Và bà phải học thuộc cái bảng kia. Việc nhà nào biết việc nhà đấy. Đúng. Không ai nói với ai. Đúng. Bây giờ này, chúng tôi là giải quyết ở đây là có luật đấy. Luật gì? Luật của chúng tôi là luật cộng trừ. Cộng trừ thế nào? Tôi nói ví dụ nhá, bà con 500 con gia cầm, bà trừ đi 200 con gia cầm, bà còn 300 con gia cầm. Thế là thế nào? Có nghĩa là tôi sẽ ghi danh sách tiêu hủy cho nhà bà là 500 con, 200 con thì thuộc về chúng tôi, còn 300 con là thuộc về bà. Thế 300 con có hơn 100 con ở biên bản lúc đầu không? Đúng, hơn trăm, được, chú giải quyết thế được rồi.
Được chưa? Được. Ừ, thế 200 con đâu? Chúng tôi đem đi, còn tôi đưa cho. Này này, ở đây chúng tôi làm việc là cưa đứt đục suốt nhá. Chúng tôi không cầm lưỡi nha các bạn. Tôi mang tiền đi. Không mang tiền thì về nhà lấy tiền nhá. Được rồi. Này này này. Trước khi về thì phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Tôi hiểu rồi, việc nhà ai biết được thì ấy. Không nên nói ai, ai nói với ai. Cấm đẹp sang này nhá. Ờ, thế nào hả bà? Gì? Người vào đã cấm nhỉ? Vừa vào ra đã cấm khẩu rồi. Ông vào thôi, bây giờ đến lượt tôi. Bà con chờ một lát nhá. Vâng thưa quý vị, trong khi rất nhiều bà con vô cùng khổ tâm và đau lòng khi phải viết nên những con số của đàn gia cầm mà họ đã phải mất bao công sức để chăn nuôi, thì cũng lại có vẻ vui sướng vẽ ra những con số và tìm cách chia chác những chỉ tiêu. Lý do tại sao thì chắc quý vị và các bạn đã hiểu. Và chúng tôi nghĩ rằng lòng tham của họ chưa dừng lại ở đây. Mời quý vị và các bạn hãy theo dõi tiếp câu chuyện. Này, bà xem mẹ được chưa? Trời ơi, mấy như cái mâm xôi này ăn thua gì. Tôi nói cho nghe, 1.000 con gà chứ không phải là ít. Phải làm cho ra vẻ một chút, hoành tráng một chút. Để người ngoài người ta đi vào, người ta nhìn thấy này, ta nói cho đấy. Nhưng mà ơi, hết đất rồi mà. Hết đất rồi à? Nếu thế thì cái cháu vào lấy hết tất cả phổi mục ra, đồ đạc cũ, thế rồi thì tất cả những cái gì đồng nát ra đây, xếp lên đây, chùm cái ni lông vào, thế rồi đổ đất vào đấy, đắp lên. Làm thế hỏng hết đồ còn gì nữa? Hỏng cái gì? Bao giờ hết cái chiến dịch tiêu hủy và đền bù rồi lại bỏ ra, nhanh lên. Ừ thì, cái cháu ơi, đi vào đi hộ bác cái. Ừ, đây. Con nhìn cái vào đây. Ôi trời ơi. Ôi ông ơi, hỏng hết rồi, ông ơi, hỏng hết rồi. Ừ, cái gì thế? Nhà bà Thạch là mả gà to như một cái đống rơm. Tôi nói cho ông biết, phen này chắc chắn thằng con rể chủ tịch xã của ông phải phân cho họ đến mấy nghìn con chứ không ít nhá. Ừ, tôi có cách. Cách gì? Bây giờ nước sôi lửa bỏng thế này ông có cách gì? Cứ lấy hết rơm dạ, củi khô vào đây. Ô hay, ông buồn cười nhỉ? Nhà mình mấy tuần nay toàn đun chấu tôi đưa đây. Làm gì có củi khô với rơm dạ ở đâu? Lấy chấu ra cũng được. Lấy chấu à? Ừ, lấy chấu à. Úi giời ơi, có tưởng gì thì chấu nhà mình hơi bị nhiều. Chấu. Nào, anh em mình vào phòng nhanh đi. Không thì ông ấy luôn tỉnh dậy đấy. Thì tập cái ông ngủ luôn. Chồng bà đây, trời ơi. Trời ơi, thằng Đức ơi. Cùng thông gia thông giếp với nhau mà nó dám ăn trộm cháu của nhà. Nó ăn trộm gà dịch của nhà tôi. Gà dịch của tôi. Đã thế, tôi sẽ đưa chuyện này ra để cho hai họ xử lý. Anh, để nó đền bù xong. Ôi trời ơi, thằng Đức ơi. Sau khi đền bù xong, tôi sẽ đưa chuyện này ra chứ tôi không để yên đâu. Không để yên đâu. Không có thông với già gì nữa. Thằng Lý đến chưa? Quái, có mỗi thằng trợ lý hôm nào cũng đến muộn hơn mình. Mày đi đâu mà tao gọi mãi không thấy mày đâu? Cháu đi ngày sau xếp chú còn gì? Thì mày tao toàn nhìn thấy tóc rồi. Thôi gọi vào việc chính này. Thế nên thì tình hình cái quả... Tình hình chia chác vẫn thế thôi. Chia chác thì xong rồi, nhưng mà cái bản báo cáo mình đưa lên cấp trên mày đã làm xong chưa? Ôi, cháu làm xong ngay thì đêm qua. Tao lo suốt đêm qua không ăn uống thì bụng nó thoát tụt hết rồi quần này này. Sếp chú à? Đúng là một người làm quan thì cả họ được nhờ sếp chú ạ. À. Này cháu nói này, quả này à, tên của sếp chú chắc chắn được ghi vào trong cái gia phả của dòng họ. Tốt. Lưu truyền suốt đời. Ừ. Này, kể mà năm nào nó có quả cúm H5N1 này á, chú cháu mình vui nhỉ. Trời, đúng là thằng này. Mơ ước cho nó ra, mơ ước cái trông mặt mày ngu như quả su su. Tao bảo rồi, mình đã mơ ước thì mơ ước cho nó tới tầm mỗi năm phải làm 4 năm trưởng dịch thế này cho nó có tấm có món chứ gì. Trời ơi. Nhá. Mới có một miếng dịch mà chú đã khập ngót tỷ bạc.
Tao khẩm chắc là mày không khẩm. Đưa cái báo cáo tao kiểm tra lại nào. Đâu xem nào. Báo cáo chú đây. À, vâng. báo cáo đây hả? Vâng, báo cáo. Tao đọc xong có chỗ nào còn sơ sót để chú cháu mình cùng giải quyết nhé. Cái kính thượng, thôi được, cứ để tao ôm cặp cho tao có bí mật tài liệu mới giật giật. Thằng này rất hay thích xem tài liệu cấp trên. Kính thưa các đồng chí, ở trong ban giám khảo của ban giải quyết thiêu hủy gà. À, được, thằng này dài dòng văn vẻ có vẻ đầy đủ nhỉ. Vâng, đầy đủ. Khổ các ông ở ban giám khảo mà mình cứ thiếu tên rồi ông ấy giận thì chấm lung tung. Đùa đâu. À, thế nào. Kính thưa các đồng chí, vừa qua có dịch cúm gà, toàn bộ chủ trương trên đưa xuống, cán bộ xã đã lao tâm khổ tứ và vận động bà con chiến đấu hết mình để tiêu diệt dập dịch. Chúng tôi đã vượt chỉ tiêu trên 200%. Sao lại trên 200%? Thì đúng rồi còn gì nữa. Tổng cộng xã mình chỉ có độ hơn 8.000 con gà dịch. Thế mà mình viết vào văn bản là 1.650.000 thì trả là 200%. Thằng này ngu thế nhỉ. Làm một đằng thì mình phải báo cáo một nẻo chứ mày nói thế thì lộ hết rồi. Chết bao nhiêu, diệt bao nhiêu là việc của mình. Còn báo cáo đó là phải kín kẽ chứ không thì khác gì lạy ông tư ở bụi này. Ngu thế, sửa chỗ này. Để cháu gạch móng tay cháu sửa. Rồi, sửa nhá. Rồi, tiếp theo. Kính thưa các đồng chí, với tinh thần quyết tâm và chủ trương đền bù tới tất cả các hộ dân có gà và gia cầm bị cúm, nên xã chúng tôi đã giải quyết và các hộ dân được đền bù đầy đủ. Ai nấy đều hân hoan, vui vẻ. 3 ngày thì tiệc nhỏ, 7 ngày thì tiệc lớn. Cuối tháng có tổ chức liên hoan văn nghệ và mời các nghệ sĩ trung ương về biểu diễn chào mừng đã tiêu diệt được dịch cúm gà. tốt. Có nghĩa cái chỗ này văn vẻ thì được. Thế nhưng mà mày chỉ giữ cái liên hoan văn nghệ thôi, chứ còn tiệc tùng đình đám mày đừng cho văn bản báo cáo. Nhỡ nó soi xét, nó xuống nó kiểm tra rồi có cái kẽ nào nó hở ra, nó thọc vào kẽ thì toi đời. Thế báo cáo sếp chú là cháu gạch cái phần đánh chén đi nhá. Rồi, không đánh chén mà. Rồi gạch tiếp. Sửa nhá. Rồi. Kính thưa các đồng chí, chúng tôi xin hứa lần sau nếu có dịch cúm gà, với kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ và bà con, chúng tôi xin dập dịch ngay lập tức. Đấy là dịch cúm gia cầm chứ kể cả là lợn lở mồm long móng, bò điên, mèo động kinh chúng tôi đều dạy. Thôi có cả lợn điên với cả bò động kinh như thế nào? Chú còn cười thật. Mình phải làm như thế chứ. Này, mới có tí cúm gà là chú đã sơi gần tỷ bạc. Đến giờ cháu bảo là lợn lở mồm long móng kìa, bò điên thế thì á. Úi giời ơi, chú cháu bị khập ngập răng. Bì với tao bao nhiêu lâu nay rồi mà sao mày vẫn ngu thế? Mặt mũi rồi báo cáo cứ thật thà như con chó già. Để cháu sửa luôn. Sửa rồi. Đã nói là làm một đằng để báo cáo một nẻo để cho nó kín kẽ. Dạ, không vâng. Hở ra một cái họ đưa về điều tra là mình đi tù. Rồi, chú hiểu chưa? Phải sửa cái phần kết luận là thế này. Vừa qua chúng tôi đã dập được dịch cúm. Rồi, rồi, đấy. Gạch, rồi, chú đọc tiếp đi. Nếu lần sau có dịch, chúng tôi sẽ tổ chức dập ngay. Và nếu không có dịch thì chúng tôi sẽ tổ chức để chuẩn bị dập. Ông ấy viết ở đây là nếu có dịch thì dập, mà không có dịch thì phát ra dịch để dập. Thế thì có dập. Thì đúng vậy con gì, ở chú thì còn cười thật. Bây giờ không có dịch thì chú cháu mình chết đói à. Dạ. Cho nên cháu ấy viết là không có dịch thì phải làm cho nó có dịch. Ngu quá nên không cao lên được. Bảo cháu là phải bày tỏ chính kiến của mình vào đây thì cháu bày tỏ hết thì chính kiến là bày tỏ nội bộ chú cháu mình thôi. Còn ở chỗ với ban giám khảo mà mình lại đưa cái chính kiến ra thì nó đập chết. Chính kiến là chuyện nội bộ, còn đến giám khảo là mình phải lấp đi.
sửa ngay cái văn bản này theo cái sửa của chú, là tức là có dịch thì mình dập, không có dịch thì mình chuẩn bị dập đi nhá. Rồi sửa ngay nhá. Đêm nay là phải xong, sáng mai tao duyệt lại, không nhỡ thôi. Đây rồi. Khổ quá, tìm mãi. Giời ơi, khổ quá cái nhà ông Dục này. Nói bao nhiêu lần rồi, đến ủy ban là có trên, có dưới, phải chào hỏi một câu đàng hoàng chứ này. Bây giờ em hỏi bác chủ tịch, nhà em có tổng cộng là 300 con gà vịt ngan ngỗng tất cả. Thế mà tại sao bác lại chỉ đền bù cho nhà em được có 50 con thì là thế nào? 50 con. Thì giải thích rồi. Như thế nào? Hoa thơm thì mỗi người ngửi một tí chứ. Mà chính sách ở trên là giải quyết là có chỉ tiêu, có số lượng nhất định thôi. Tất cả bà con đều hài lòng, vui vẻ. Cứ mỗi vợ chồng ông bà cứ lẳng nhẵng theo tôi là thế nào? Nhưng mà không công bằng. Thôi bây giờ, em hỏi bác một câu. Nhà em có 300 con chứ hủy, bác có đền bù cho em đủ 300 không hay bác chỉ đền có 50 con? Thôi bây giờ thế này nhá. Tôi thay mặt cho ủy ban xã, tôi tuyên bố là không. Đến ủy ban nữa làm gì? Không. Tại sao không? Thôi được rồi. Thôi được rồi, chúng tôi chấp hành. Khổ lắm. Ba về ba bảo thằng Tèo vác 50 con gà lên đây cho công chơi. Còn 250 con mình đem về mình nuôi vỗ béo xong này bán luôn. Bán luôn. Này. Tôi nói cho ông bà biết nhá. Ông bà đừng có mà phá ngang, đừng có mà thọc gậy bánh xe nhá. Cái chỗ gà mà ông để lại nó mà nổ dịch lên là ông bà đi tù. Ôi giời, cứ đi tù. Thôi này, tôi sợ chính ông phải đi tù trước ông tôi. Ông đi tù trước. Này, ông bà ai đi tù, ông đừng có vu cáo cán bộ nhá. Mà này nhá, tôi hỏi ông nhá. Tại sao nhà tôi thiêu hủy nhiều gà thì đền bù ít? Còn mấy cái nhà gì thôn trung thôn thượng ấy kìa, người ta thiêu hủy thì được đền bù nhiều. Được đền bù nhiều, thế là sao? Tại sao? Giải thích. Ông nghe ai bảo là được đền bù nhiều? Thiên hạ người ta nói đây. Này, đừng có mà đồn đại vớ vẩn nhé, đừng có tai nọ sọ trên tai kia nhé. Làm gì có chuyện đền bù nhiều đền bù ít, ai cũng được giải quyết đúng theo chính sách cả đấy chứ. Không có bằng cớ ông bà đừng có vu khống nhá. Đây là chỗ làm việc đừng có vớ vẩn. Bằng cớ là bao nhiêu người ta nói như thế. Bao nhiêu người ta nói đấy bây giờ. Bằng cớ. Ông bà bây giờ có bồi thường không? Không bồi thường. Ra tôi gặp xin. Một bên trái một bên phải cho nó nghe rồi cân. Tôi hỏi ông bà nhé. Người ta được đền bù hơn ông bà một tí. Thằng trợ lý đứng lui ra. Cứ thò chuyện của lãnh đạo. Bà con với cả chính quyền cán bộ là ở xã là phải đừng hòa chung một ý chí như này. Rồi. Người được đền bù nhiều thì mình được đền bù ít thì cũng phải săn siêu cho nhau làm sao mà đều được 100%. Lần sau nhỡ có cúm lợn hay là có bò điên gà động kinh hay là mèo bị chết trời dịch ơi, thì ông bà lại được giải quyết phần hơn. Thôi cái vụ ấy để sau. Nhưng mà bây giờ trước mắt thì ông giải quyết dứt điểm cái vụ gà đi cho nhà tôi nào. Thì đấy, cái giải quyết như thế là hợp lý rồi còn gì. Chưa hợp lý. Ông bà còn thắc mắc cái gì? Tôi hỏi ông nhé. Cái gì? Cái vụ mà nhà ông tranh chấp cái cổng với cả nhà hàng xóm ấy. Ngõ. Thì cái ngõ với vâng nhà hàng xóm. Vâng. Không phải cán bộ xã chúng tôi ưu ái cho nhà ông bà thì làm gì nhà ông có cái ngõ rộng thanh thang à, con ông đi học lao vu phát xe lên giữa cửa nhà. Thì con nhà chúng em nó được cái ngõ thì chúng em cũng đã lại quả các bác cái nửa cái ngõ này, rồi. Quả gì ở đây? Không phải chỗ này, không phải bà đâu nói đấy, bà đâu phát ngôn đấy nhá. Này, ông bà mà còn cứ ngoan cố cái vụ gà qué này nhá, chúng tôi sẽ lập ban thanh tra giải quyết lại cái vụ cổng, vụ ngõ nhà ông. Ông muốn đi ra không được, đi vào không xong không? Hả? Trợ lý đâu? Chuẩn bị lập ông bà chịu chưa? Thôi. Tóm lại bây giờ là các ông các bà muốn giải quyết là gà hay là ngõ đây? Gà nhá. Ừ thì vẫn thống nhất là chia chác như thế nhá. Thống nhất. Này, các anh nói như thế là không được. Trên nó có chỉ thị xuống tiêu hủy bao nhiêu con thì đền bù bấy nhiêu con. Này, trợ lý. Dạ, Lý Văn Trợ. Này, cậu này ở đâu ấy? Thế thì cháu lại cứ tưởng là sếp chú biết thằng này. Biết đâu mà biết. Này, cậu ở đâu đến đấy mà phá ngang đấy à? Mày đâu ấy? Tôi ở thôn Đoài. Thôn Đoài. Cậu ở tận thôn Đoài đến đây có việc gì? Việc gì? Sao nhà tôi tiêu hủy 50 con gà lại chỉ được bồi thường có 10 con là thế nào?
nhà có 50 con được đền bù 10 con là hợp lý quá rồi còn gì nữa. Quá hợp lý còn gì nữa. Trông mặt nó sát khí đằng đằng. Lý ra anh bảo à, chú dặn mày nhé. Dạ. Trường hợp này là lớp trẻ có khi mình giải quyết thêm tí chế độ. Dạ. Này Doài ơi. Sao? Bây giờ chủ tịch xã đã ra chỉ thị rồi đấy. Ừ. Thôi thì giải quyết cho cậu thêm một cặp nữa nhá. Là thành tròn tá nhá. Tôi không nhất trí, nhà tôi tiêu hủy bao nhiêu, cứ đền bấy nhiêu. Đúng rồi, đúng rồi. Tiêu hủy bao nhiêu thì phải đền bấy nhiêu chứ. Cộng. Bây giờ tốt nhất là ông bà đi về với ngõ đi. Em chào bác chủ tịch ạ. Chào anh chợ văn lý. Người ta giải quyết thỏa đáng, người ta về hết cả rồi. Cậu thì bố láo bố tuyết, tí tuổi danh hay ho không học, toàn học cái nhố nhăng này. Tuyên học thì mất dạy ở đâu. Cậu chuyên gia là học gậy bánh xe đấy nhá. À, anh kia, anh nhìn mặt tôi đây, anh bảo tôi tí được anh à? Anh giải thích tôi xem, tại sao có những nhà tiêu hủy gà rất nhiều mà được bồi thường ít, mà người tiêu hủy ít lại bồi thường nhiều, thế là thế nào? Kiểu nó thế. Cái thằng này, này, cái anh này. Sao? Anh đứng vào đây. Nếu mà chỉ tay thì chỉ vào cái đây thì được. Mồm chỗ ăn kia nhé. Tại sao đứng nói chuyện với chủ tịch xã đây mà này cứ xỉa xói mặt chủ tịch xã là thế nào? Mặt chủ tịch xã có phải ai cũng xỉa được đâu. Cậu là cậu rất bố láo đấy nhé. Tôi lại cho các đồng chí du kích gõ cổ lại bây giờ. Mô kích đâu? Du kích. Chả là vợ tớ đẻ không tiếc nhưng nó cứ nhẹo sang tớ thế thì này. Thôi được rồi. Trợ lý. Dạ. Cậu thay mặt du kích gõ cổ thằng này lại. Đưa lên huyện nhé. Dạ vâng. Dạ báo cáo sếp chú là sếp chú cứ thả cho cháu cái lệnh bé bé thôi là cháu trói cổ này lại ngay lập tức. Thì tôi lệnh cho chú thay du kích gõ cổ nó lại cần gì nữa. Rõ. Cái thằng này nói nhẹ nó không bao giờ nó nghe, nó cứ thích nói nặng. Khẩn trương nói đâu biết nhá. Gõ cổ tôi, chúng tôi làm sao, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm đấy nhá. Rồi cứ yên tâm, trói cổ đấy ông có làm sao thì cái ông này chịu trách nhiệm. Cầm tao cái dây trói cho nó nhanh. Này, trói tôi thì dễ nhá, cởi ra hơi khó đấy. Cởi cái gì mà cởi? Cởi dây. Hoa thơm không thích hít thì tao cho mày hít phân gà. Giải nó lên huyện nốt được. Lên huyện chuồng gà. Ôi thì chết, sếp chú làm sao thế? Tại phát chấn thương rồi. Ôi trời ơi. Thằng này nó nhồi cái gì ở đít mà cứng thế. Hôm qua vừa bị lão Dục lão đưa cục ra giữa đường, lão làm cho gãy cẳng. Hôm nay chạm mà nó tái phát chấn thương thế. Mày kiểm tra nó nhồi cái gì ở mông mà cứng thế. Ôi trời ơi, cái thằng này. Ôi trời ơi, sếp chú ơi. Sếp chú, thằng này nó chơi tiểu xảo, nó nhét cái quyển sổ cứng đơ ở mông nó này. Mày rút ra để tao đá cho nó 4 năm. Úi giời ơi, sếp chú ơi. Thằng này nó dùng tiểu xảo nó chơi cái quyển sổ này. Sếp chú làm sao ấy? Dạ thế anh này cái cán bộ huyện ấy. Ủa thế anh cán bộ huyện chứ có làm gì? Điều tra cái dịch cúng gà đợt này. Ôi thế mà anh này cũng nói ngay từ đầu để em bố trí cái đội văn nghệ ra đón anh. Rồi ai để thế này? Đi kiếm dân quân cởi chói. Dạ. Sếp chú cho cháu cái lệnh cháu cởi chói. Lệnh rồi cởi đi. Em xin lỗi anh. Dạ, tội vạ là em chỉ nghe lệnh của sếp chú thôi ạ. Dạ. Cất trả cái sổ vị trí cũ. Dạ vâng ạ. Anh mải giải quyết vụ nhà lão Dục ấy, em mà không biết là anh xuống mà anh vi thị hành gì mà thế này thì làm khó bọn em quá. Được rồi. Cái việc mà trói người thi hành công vụ tôi tạm bỏ qua. Dạ vâng ạ, thế là tốt quá. Nhưng anh giải thích tôi xem tại sao lại có bì chấu này? Dạ báo cáo anh là bì chấu này thì anh phải hỏi bên kia, hỏi bên kia. Cái thằng ấy. Dạ hỏi đây ạ. Dạ báo cáo anh đã nói là em mải giải quyết rồi, không biết là anh xuống. Thôi không nói nhiều, theo tôi lên huyện. Sao lại theo lên huyện ạ? Không hợp với huyện lắm. Dạ xem chú ơi, cháu cũng không thích huyện. Tại sao lại có cái chấu? Ôi trời ơi, cháu ơi là cháu gà hay là gà? Lên nhanh
Bây giờ đi đâu? Thì đi đâu nữa? Lên huyện. Thưa quý vị và các bạn, ở đời có luật nhân quả, tham thì thâm. Với những kẻ không muốn làm việc, chỉ muốn ngồi không và tìm cách moi móc tiền của nhà nước, của dân, thì sớm hay muộn họ cũng sẽ phải chịu những bài học đích đáng. Cho đến hôm nay, dịch cúm gia cầm đã được hạn chế ở nước ta, nhưng chúng ta cũng không thể chủ quan với đại dịch này. Còn với những bà con chăn nuôi gia cầm, họ vẫn đang rất cần sự hỗ trợ của nhà nước và sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội. Chúng ta cùng mong sao cho đại dịch này sớm được dứt điểm hoàn toàn và cùng chúc cho bà con hãy khắc phục được những khó khăn mà họ phải gánh chịu trong suốt thời gian qua. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua đã có rất nhiều những khán giả quan tâm đến thời gian phát sóng của chương trình. Kể từ năm 2006, chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần của chúng tôi có sự thay đổi về thời gian. Cụ thể, chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần phát sóng vào sáng thứ Bảy và được phát lại vào sáng của thứ Năm tuần tiếp theo. Mời quý vị và các bạn hãy đừng bỏ lỡ thời gian để cùng đón xem chương trình của chúng tôi. Xin tạm biệt quý vị và các bạn.